Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với tất cả các bạn mô hình thanh kiếm của quả trụ Rengoku trong bộ phim hoạt hình Thanh Gương Diệt Quỷ. Nếu mà các bạn đã xem rồi thì các bạn sẽ nhận thấy ngay, đây chính là mô hình ngọn lửa của quả trụ, còn đây chính là màu thanh kiếm của nhân vật đó. Đây ạ.